Chào các bạn, các cháu. Rất vui, rất hân hạnh được gặp các bạn, các cháu. Hôm nay tôi chia sẻ về cái bông giấy với các bạn, các cháu. Cái bông giấy này giờ nó có đợt bông rồi. Bây giờ tôi cắt tỉa bỏ hết toàn bộ những chậu bông giấy này để tháng 11 âm lịch tôi xử lý cho nó ra hoa Tết đồng loạt các bạn các cháu, chia sẻ với các bạn các cháu xem nha các bạn các cháu. Ở ngoài Bắc thì người ta tháng 10 âm lịch có xử lý, còn trong Nam thì tháng 11 xử lý để ra hoa Tết. Giờ tôi cắt tỉa, giai đoạn cắt tỉa xong rồi các bạn đừng để nó khô, cơ giữ cho nó ẩm ẩm hoài, và tưới phân để cung cấp dinh dưỡng cho nó. Phân thì các bạn tưới NPK 20 20 15 cộng với pha với phân hữu cơ dynamite, phân hữu cơ công nghiệp. Còn ông thì phân hữu cơ phân bò quay mục, tháng bỏ vô gốc nó lần. Còn phân dynamite với NPK thì 10 hoặc 15 ngày lần. Các bạn cung cấp dinh dưỡng cho nó đều đều vậy, nó tốt. Tết xử lý ra hoa nó xung xuê, nó đồng loạt. Giờ ta cần cho nó ra lá, ra chồi nhiều, nó kết có hoa nhiều. Còn bông bây giờ thì mình lo mình cắt tỉa hết. Tôi cắt tỉa các bạn, để cho tỉa các bạn xem nha. Đây là những cây bông giấy trồng bằng chậu nhựa đó các bạn, cháu. Thật ra không có uống thì, nhưng mà không có uống. Còn trồng trong chậu rồi tôi có một mớ trồng trong chậu, tôi có uống nó thành cây bonsai để các bạn giao lưu với các bạn, các cháu. Chậu này là trồng qua Tết chơi tàn các bạn, thấy chưa? Trồng chậu nhựa, chậu đen. Cắt hết qua rồi chăm sóc phân nước cho nó để Tết rồi có hoa đẹp. Chân chơi trong 3 ngày Tết. Cắt tỉa rồi giữ cho nó có ẩm, đừng để nó khô. Cắt qua tạo tán cho nó tròn,
tháng tưới vô phân hữu cơ, phân bò. Còn phân nếu phân công nghiệp thì nửa tháng pha với NPK 20 mưa 15 tưới lần. Cái tưới tháng 11 xử lý ra qua Tết. Tiếp cận đại luôn. Có bông gì vậy? Cái bông giấy này các bạn các cháu để cho nó càng nắng càng tốt, nó ra nhiều bông bông nó rực rỡ hơn, nó chịu nắng. Lúc này có bông các bạn cắt lần nữa chăm sóc để cho nó ra được ra lá xung xê. Gần Tết rồi các bạn các cháu tỉa một lần nữa để có qua chơi Tết. Còn các bạn để vậy cho Tết nó tàn nó mất sức, Tết nó ra qua không đẹp. Bây giờ ta bỏ công ta xử lý trước đi. Chắc như vậy tưới nước với phân nó ra nhánh rất nhanh,
được ra nhánh ra chồi rất nhanh. Tết cắt thêm một lần nữa để xử lý ra qua Tết. Video đến đây xin tạm dừng với các bạn các cháu, chia sẻ với các bạn các cháu vậy. Cảm ơn các bạn các cháu xem nha. Kính chào. Tôi để tôi tiếp tục tôi cắt hết những cái bông hoa này. Xin chào các bạn các cháu.